trình độ của em với anh Phong thì còn sửa được. Nhưng mà tốt nhất biết sao không? Trước khi làm neo á, mình đi vô mình thắp nhang một cái. Chị nghĩ vậy. Đúng rồi. Chị sau khi mà mình nó làm xong mà chị khách đi rồi. Non phải thắp nhang. Vô phải thắp nhang. Chị đâu vậy? Vô thắp nhang cái 15-30 đi chùa đi, hành lễ đi. Rồi bôi primer xong đi vô thắp cái nữa. Đắp bột xong vô thắp cái. Một bộ neo thắp cỡ chừng 7 lần thôi. Hả? Dính không? Thì nói chung là thành công là phải nhờ hương khói thôi chứ giờ sao giờ. Nhức đầu quý vị. Ở đây ngoài bán supply thì có bán Telenol với lại Advil nữa nha. Xếp cái bàn tay lại cho mẹ. Bây giờ chị muốn cái bàn tay này em xếp thành cái xếp gì thì nói đi. Cấp phần đúng không? Ok, hello các bạn và anh chị em. Bây giờ mình nghiêm túc nha. Mình làm Phong thanh lịch nha. Nãy giờ mình hơi thiếu thanh lịch chút xíu. Bây giờ Phong đang ở Oklahoma City. TNT Nail Supply nha các bạn, TNT Nail Supply ha. Bữa nay là đang có giá deal good của Cloud 120 màu. Gọi vô cái số phone 405-367-7525 405-568-1300. Ok các bạn và anh chị em. Thì ngày hôm nay thì mình demo cho các bạn một số cái màu Cloud Florida Collection. Hello guys, how are you? We doing the demo show. Everything you have question. Mr. Quang Nguyễn, 5-time champion World War, gonna answer your question. Okay. Okay, Florida 104 và Florida 13. Anh yêu em, anh dắt em vô lầu 3. Vô lầu 3, hai đứa mình cười ha ha. Giới thiệu hữu bột Florida số 13. Khi nào em cần nghe Telenol thì cứ nói cho anh biết nha. Anh đưa nước, anh đưa thuốc cho em uống. Em công nhận với anh là phải luôn luôn mình phải sống vui vẻ không? Vui tươi không? Biết làm neo đủ stress rồi. Đúng rồi. Ở Mỹ mình phải tự tạo niềm vui cho mình. Tại vì nếu mà mình không cười không lẽ mình khóc. Chị muốn em vỗ thằng cốp hình nhưng mà móng chị cũng không phải square nữa. Khách nó khóc không anh ơi? Làm sao nó khóc không? Nó sâu sâu nó quên thắp nhang á, ra đường quên thắp nhang á. Nói nó mày về mày thắp nhang đi. Chứ sáng giờ tao thắp cũng 3-4 lần rồi. Màu vàng này các bạn, cho các bạn coi đẹp tuyệt vời luôn. Chị đâu có thấy gì khác đâu. Úi giời ơi, khép thế nhỉ. Trời em biết phải tập bao nhiêu lâu rồi. Mà tại vì không có người sửa, mình không có đi học, không có người fix cái problem của chị. Mình nhìn vậy thôi à, mình nhìn vậy thôi, mình tự mình làm đúng nhưng mà nó khác chút xíu là nó khác dữ lắm. Em cũng xài cái cây dũa này, em cũng xài nó hủ bột. Bởi vì biết tức á, coi hoài à. Thì nói rồi đó, bây giờ phải thắp nhang đi. Nha, mình phải thắp nhang. Sáng là mình phải có tâm linh chút xíu. Không, dấu hiệu của chuyện mà thắp nhang chưa đủ nè. Bao nhiêu cái đắp cây cỏ đắp vậy luôn hả anh? Hay là bán cái đó? Đâu, cỏ này anh xài chứ. Trời, sợ mình anh mà bao nhiêu cây cỏ đó hả? 4, 6, 8, 10 cây hả? Ủa em không biết nghề của anh là nghề gì hả em? Không biết, bữa nay mới biết nè. Any question guys? Let me know. Có cái cô này cổ hỏi là anh Quang có vợ chưa? Đó, trả lời nha. Đây, trả lời cho đúng nha. Sự thật nha. Đó, thấy rồi, thấy không ổn rồi đó. Nói bây giờ cũng như em không có tiện nói trên live, kêu chị nhắn tin em đi. Rồi, tới công chuyện rồi, Yến ơi. Nhắn tin đi để trả lời qua tin nhắn. Cái này phải là nói kỳ cục gì được. Tới công chuyện rồi đó. Kỳ này đi show lần cuối cùng nha Quang. Chọc chơi cho vui hả? Anh em trong chi sồ vui vẻ lắm các bạn ơi. Luôn luôn là tươi cười, nụ cười luôn luôn mà chực chờ trên môi. Khách chửi vô mặt còn cười mà. Tại vì cười nó tưởng mình khùng, nó không chửi nữa. Tự cãi nó à. Ồ, cãi nó là chết liền đó nha. Hello các bạn và anh chị em nha.
Thôi bây giờ mình là làm là vô dai phong thanh lịch nha. Nãy giờ mình vui vẻ được rồi. Dư nhiều bột quá hả? Nhà chị có điều kiện đúng không? Không có gì ngoài bột. Mình chủ tiệm nail hả chị? Mình chủ tiệm nail hả? Chị xài bột về công ty vui. Chị xài bột đó luôn. Không biết sợ chứ à. Gặp những trường hợp này lấy bột ra luôn. Bột nó hơi chảy á. Để anh coi chắc ha. Em coi cái ly quỳnh nè. Thấy sao? Lạnh ngắt không? Rút kinh nghiệm nha. Mình thấy vậy không? Mình đừng có cố gắng mình đắp. Mình phải đắp ít ít lại. Mình lấy cái ly quỳnh ít lại chút. Và mình thấm nó trong cái giấy chút xíu. Đưa lên cái khóe nè. Đó, bắt đầu dốc cái tay xuống chút. Hello Đức Hạp. Không, cái này là cái sự control và cái sự mà xử lý tình huống. Đó, thì khi mà mình làm vậy không? Không, bây giờ mình đụng vô cái là mình biết nó khoan hay làm đi. Mình lo mình vét hai bên đây trước đi. Không, tại vì cái ly quỳnh nó thứ nhất là 100% EMA, thứ hai là nó lạnh quá. Có thể là để qua đêm á, cái ly quỳnh ở đây nó có mấy lạnh á. Đó, bắt đầu nó săn săn là bắt đầu mình làm. Mình đã thấy được là cái này nó không có ổn rồi, mình phải biết xử lý tình huống nha các bạn. Thì lúc này em thấy là ha. Tại vì anh đã biết rồi, anh trải qua rồi, anh có kinh nghiệm rồi. Thì anh mới chia sẻ cái kinh nghiệm này cho các bạn. Nếu mà gặp cái trường hợp ly quỳnh của mình mà ly quỳnh nó lạnh quá, nhiệt độ nó lạnh quá. Thứ nhất là mình lấy ít ly quỳnh lại. Thứ hai nữa là mình phải lấy cục bột, mình phải thấm vô trong cái giấy để cho nó rút bớt ly quỳnh ra. Thì lúc đó cái cục bột của mình nó không có bị chảy ha. Cái này chỉ là cái kinh nghiệm thôi. Mà mình chia sẻ kinh nghiệm với nhau để mình cái công việc làm nail của mình nó tốt đẹp hơn. Ok. Ly quỳnh EMA của Chisel đó. Nhưng mà cái ly quỳnh thì nó ok, nhưng mà cái nhiệt độ thì nó lạnh quá. Anh đưa cho anh tay em coi nè. Anh thấy sao? Lạnh ngắt không? Đó, thì xong cái này đi rồi anh xử lý nó sau. Theo như kinh nghiệm 16 năm làm nghề nail của em á, tất cả những người á thợ nail mà làm nail nói chung mà không có hài lòng á chứ không, thì là lý do là tại vì bị không à, tại thế này bị thế nọ. Hello các bạn và anh chị em nha. Cái vấn đề nhưng mà cái chị nhìn ra được cái vấn đề của chị là chị biết chị làm sai. Làm sai đúng không vậy? Rồi nè nè, khoan hãy bỏ lên nha. Luôn luôn thấm vào trong cái giấy nè. Thì bây giờ ở đây á, khoảng thời gian nó không có nhiều. Rê xuống, đổ nó vô. Làm bé nè, làm trên tay bé rồi. Bắt đầu dốc cái tay xuống, chùi cọ là lấy nước nè, dặm giấy nè. Có vấn đề nào chị? Hả? Đó, mình từ từ mình làm nha. Hello anh Trắng, chấm đặn. Em nó chảy không? Cứ để cho nó flow đi. Em khác hả? Em khác chứ. Không thì chị có thể tham gia những cái lớp học của huấn luyện của anh Phong. Chắc trong tương lai làm cái lớp ở đây ha Quang. Ok. Ở đây có phòng nè. Em tên là Quang Nguyễn. Chị lên Google chị search Quang đẹp trai cũng ra nữa. Nói chơi á Quang Nguyễn. Rồi tôi lên Google thiệt luôn kìa. Chị lên Google chị đánh vô chữ đẹp trai nhất Vegas là Quang, ra Quang. Khổ ghê luôn á. Mà chị tôi dễ thương quá. Chị tên gì chị? Chị Chi Bùi. Chị Chi Bùi, em của Chi Bu, chị của Chi Bu nha. Luôn luôn em tán cái chỗ này mỏng xuống. Tại vì cái móng này của em á, là cái móng nó bị u á. Em thấy cái móng này nè. Cái chỗ, cái nè, cái khúc này của em thấy nó u lên không? À, tiếng Việt Nam gọi nôm na là cái mu em nó hơi cao. Cái mu của cái móng của em nó hơi cao. Ok à, cái mu là tên tiếng Việt.
tiếng Anh là APAC, còn tiếng Tàu là Shwachang ngũ chiêu chọ. Hoàng cái gì ơi. Thanh Bro đã share cho tụi em rất nhiều kinh nghiệm làm bột. Chúc Bro cuối tuần vui vẻ. Thank you Đoàn Kim Nhật nha. Thank you very nhiều. Hello anh Phong. Set cloud 120 màu tươi quá. Cái set cloud hả? Nói về cái set cloud này nè là tươi không cần tưới luôn nha. Gì em tìm không ra thứ của em luôn. Có không? Em dán vô chưa? Sao không ra được nhiều người tên giống em quá hả? Bởi vậy nhưng mà không có người chơi như em đâu, bỏ lắm. Em rè. Cuối cùng có không? Đúng rồi. Tên hỏi anh Phong đi. Cuối cùng có đây hả? Dạ không. Ok vậy, sao không được? Nói chung đẹp trai thì nhiều, nhưng mà vừa đẹp trai mà vừa nhai nhớt thì hơi khó kiếm. Còn mà em có hình em có chị. Hình màu gì? Sao em chụp hình chung với người Lưu Đức Hòa đó. Em với đó đang đứng trên Facebook đó. Nãy chị cứ nói giống ai? Giống Lưu Đức Hòa, khác cái tướng với cái mặt thôi à. Mọi người nghe Lưu Đức Hòa hát với em hát á, mọi người nói em hát không hay, đơn giản tại vì Lưu Đức Hòa là hát hay, hay hơn em à. Rồi, em chào đại ca, thôi thôi đừng nổ. Lưu Đức Hòa nó không đẹp trai, cũng đơn giản thôi, bởi vì em đẹp trai hơn nó, đúng không con? Ừ, em nói gì cũng đúng hết đó. Cái vũ phá đó của em là cái vũ gì vậy? Cái vũ phá này hả chị? Cái vũ chiếc khỏe. Có bán dạ, khó luôn. Quá. Cho 25 cái đầu vũ phá đi supply ơi. 25 cái coi thôi, mua 5 cái à. Đầu vũ này phá không bị nóng tay gì không? Wow, không có mấy cái cây nhọn vậy. Dạ, cái đó để làm da chị. Mà nhọn dữ vậy hả? Dạ, đặc biệt họ cái da nào mà phải đặc biệt giống như tuyền vậy đó. Chị, cỡ này. Chị có biết tuyền ở Oklahoma không? Đang ngồi cạnh. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Gớt nước mắt luôn. Mình có cái chrome không ta? Ở đây mình có cái chrome không ha? Bỏ lên là đẹp lắm. Có, nhưng mà có. Này hả? Này. Cái không, cái đó là cái kim cương. Mặt thợ liền của mình đánh chrome được quá. À gì hả? Ừ. Thôi, kệ đi, giờ đợi lâu quá. Cho chút xíu lên kim tuyến lên nhạt nhạt thôi nha. Gái con muốn làm chiếc nào vậy? Em có cái dạng như là cái chrome mà lại như là cái Aurora chrome không? Cái champion chrome ấy. Mình đang design chút xíu nha các bạn. Nó đẹp. Nó móng con đựng là móng coffin, móng tay con nó nhỏ. Con làm coffin có thấy móng tay con nó sụt hay nè. Đâu có chrome này hả? Không, cái chrome flex á. À, cho anh mượn cái. Quan cho anh mượn cái hũ bột lia chút được không em? Được. Đúng rồi, chút xíu nè. Lấy ha. Một cái nè. Thấy cái bồn nó vừa một cái con nào. Nè, rồi được rồi. Mình chơi kết hợp nha các bạn. Cái này đẹp nè. Lấy chút xíu thôi, đừng lấy nhiều quá nha. Sở dĩ mình không lấy nhiều quá các bạn biết sao không? Tại lấy nhiều nó tốn. Tốn. Phi nó vậy đó. Sướng sướng cuộc đời luôn. Đó, mình làm nghệ thuật mà. Ủa sao em đang dán dán mà nó không cần để gì dưới mà nó dính vậy? À, nó dính ly quịch, cái này nó mỏng lắm chị. Nó dính nhờ cái ly quịch á. Nô kim tiến nãy em để. Nó khô. Kim tiến nè. Sao nãy em để nó, nó dính vậy? Tại vì cái này là của Florida, nó mỏng á. Nó dày quá, nó bị nó gọi là chân kỳ leader là rất là khó dính. Thằng nhưng mà thằng này thì nó dễ dính lắm. Anh thấy không anh? Okay. Nó nóng lên là lấy nó hết chảy rồi. Nó bị cái thủy tinh đó, nó lạnh quá. Dạ, ok rồi đó. Chảy ra rất lâu thôi không?
thì mình làm chậm hơn chút xíu. Biết sao, cái này nó dính dơ rồi, bắt đầu mình lật lại bên đây. Đưa nó lên nè. Chú cắt là chú cắt thôi sao? Nhưng mà em cho chị nó bột sát kia tôi còn luôn, em vẫn vũa là được. Nè, thấy không? Em phải dốc cái tay, trong quá trình em dốc cái tay xuống thì bột nó sẽ chảy dưới. Chảy dưới thì em cứ để đây, tại vì khi mà em đụng vô cái bột á nó về nè, là có nghĩa là bột nó còn ướt. Em cầm à, chưa có làm được ha. Bắt đầu mình đợi chút nha. Mình dốc tay. Hello anh hello boss Trần Hùng. Trần Hùng là anh Châu. Founder của công ty Chisel. Hello anh Châu. Em và Quang đang ở Oklahoma City. Đang làm demo show cho cái cô bé này ha, rất là dễ thương. Đến từ Oklahoma. Nè, anh thấy không? Khi mà cục bột nó đã theo ý muốn của mình rồi á, em vuốt nó tới đâu là nó đi tới đó. Cắt bột nè, chấn cái, móc cục bột ra nè, chấn cái nè, luôn luôn giữ cái shape nha. Bây giờ em phiêu cái cục này lên trên cuticle để cho cái cuticle của mình á nó thiệt là đầy đủ. Một lát em gấp cho chị mấy ngón, còn mấy ngón em đít thử cho chị coi được không? Được. Nhưng mà móng tay này biết không được rồi chị ạ. Móng tay này có phơm móng em phá bột ra. Nó dày lắm nè. Em để một lớp bột ở dưới á. Bây giờ để em làm xong đi rồi nội chị muốn điếp. Mấy hồi anh làm hoa chưa đi cho em nha. Với là anh gắn chút xíu đá cho em nha. Em Tuyền này em 18 tuổi nha các bạn. Yêu màu tím và ghét sự giả dối. Hân hạnh làm quen với các bạn trai khắp cả nước. Khoái cười tủm tỉm luôn. Yeah, đúng ý à. Trời ơi, nhấp một cái là anh biết rồi, nhìn cái màu là anh biết cái mạc rồi. Bây giờ Phong hướng dẫn cho các bạn cái cách lấy bột như thế nào cho nó đúng nha. Cái màu này là Florida 13. Lấy bột nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè. Hello em đẹp trai, chị tặng cọ size 16 của em cho đứa em nó xài nó khen. Thank you chị bé đi nhiều nha. Ở trong tương lai tháng 11 là Phong không còn bán cọ đắp bột nữa nha các bạn. Và Phong tập trung vô cho cái line của công ty Chisel. Đây, cái line Premium Triple A nha. Trong tương lai Phong không có bán lẻ nữa các bạn ơi. Phong tập trung vô phát triển cái cây cọ của Chisel á. Tại Phong thấy nó tốt quá đi. Làm ra nó đơn giản thôi các bạn. Mình không thể thắng được người khổng lồ thì mình phải leo lên lưng người khổng lồ. Đó, đơn giản vậy thôi. Leo lên lưng người khổng lồ để mình đi chung một con đường với người khổng lồ nha. Người khổng lồ là ai thì không cần phải nói nha các bạn. Thấy chị lắp bột tràn tan bé không? Vậy mà nó không đau. Không đau là hơn lắm. Tại vì mấy cái bột này về nó bị cấm á. Cấm như vậy chút. Làm độc luôn á. Mấy cái bột mà đắp mà nó dính ở trên tay này giống như mình bị khóe vậy đó. Đâm vô móng tay á. Nè, nếu mà bột nó tràn ra nè, cái này là cái điều tối kỵ nha. Nó tràn ra mình phải vét nó vô. Mình phải vét nó vô. Chứ mình không có để yên như vậy. Nè, em thấy không? Nếu mà như vậy mà em để dày là không được. Cái cuticle của em nó bị tràn quá.
em phải vét nó vô. Vét như nó vô chưa đủ đâu. Nè, em vét nó vô chưa, em chưa đủ đâu. Em phải làm dặm cho nó đều ra. Ok, em dặm cho nó đều ra. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cho nó mỏng xuống. Thì khi mà nó mỏng xuống thì em không có cần phải vũ nhiều. Thì càng vũ nhiều thì càng xấu. Ok, và khi mà mình vũ nhiều quá nó bị mất bột trên cái khóe đó, nó bị đau cay khách. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nó xa khóe. Nó xa khóe thì nhiều khi khách làm xong á. Anh Quang, sao em không vô được livestream? Livestream của ai? Của Quang hay của anh? Quang đâu có livestream của anh đó hả? Em vô Phong Trần đẹp trai. AK Phong Trần đẹp trai. Bao nhiêu chị ủng hộ hả? Ở tiệm supply á, chị Yến Chương ở đâu? Chị Yến Chương ở đâu để Phong giới thiệu cho chị tới tiệm supply mua nha. Tại vì cái live triple A này Phong không có bán lẻ nha các bạn. Và đầu tháng 11 là Phong không còn bán lẻ cái cây cọ của Phong Trần Ót nữa nha. Mình đưa về cái cho supply quản lý nha. Về cái chuyện bán lẻ. Hello đẹp trai chị. Hello Danny Mai. Hello chị Yến Chương. Hello giá bao nhiêu ủng hộ. Oregon. Rồi Oregon, đã có gì Phong chắc với công ty rồi Phong sẽ báo cho chị biết nha. Một nè, hai nè, ba nè, thăm giải chút. Mình bỏ trên đây chút trước đi. Đó, bắt đầu mình đưa nó lên nè, đẩy lên cái khóe nè, thấy không? Thì cái bột của công ty Chisò này nó có một cái đặc điểm là nó sẽ, khi nào mình cần nó đi thì nó sẽ đi. À, bây giờ mình cần nó đi nè. Thì bắt đầu mình đưa vô cái khóe chút cho nó, cho cái cục bột của mình nó nằm đâu, nằm yên cái đó cái đã. Rồi bắt đầu nè. Mình nhẹ nhàng dịu dàng đưa nó vô trong cái khóe. Bây giờ biết sao, cái ly quỳnh này mình đó, nó ấm lên rồi đó. Bây giờ nó không còn chảy nữa ha. Thì trước khi mình làm á, mình phải chắc. Nhiều khi cái ly quỳnh mình nó không có chảy đâu các bạn. Mà các bạn biết sao, cái hũ ly quỳnh của mình nó lạnh. Thì nó cũng là một cái vấn đề mình cần phải coi nha. Tại vì cái hũ ly quỳnh mình nó lạnh, nó sẽ làm cho cái ly quỳnh của mình nó lạnh luôn. Thì nó dẫn đến cái chuyện mà nó chảy. Bây giờ em sờ thử coi, nó có phải là nó hơi, nó không còn lạnh nhiều như nãy nữa phải không? Hay nó vẫn còn lạnh? Hay bớt hơn chứ? Ừ, bớt hơn thì nó hết chảy. Thì luôn luôn mình sẽ gặp những cái tình huống trong quá trình mình làm nail đó. Mình phải xử lý nó. Vô là mình phải làm chủ cuộc chơi. Nhiều khi 15 phút đầu tiên của trận đấu mình không làm chủ được. Mình không có hoảng. Mình phải coi nguyên nhân từ đâu. Rồi bắt đầu mình đã hiểu được cái nguyên nhân từ đâu. Rồi bắt đầu mình sẽ fix lại cái problem đó. Là ok thôi, cái đó là nó được gọi là cái kinh nghiệm trận mạc á các bạn ơi. Mình cứ làm nhiều là mình có kinh nghiệm thôi. Nhiều khi mình làm nhiều mình cũng không có kinh nghiệm luôn. Và để khắc phục chuyện đó thì chúng ta phải thắp nhang đầy đủ. Ha, anh đẹp trai, anh Hiền phải không? À. Anh Hiền, phải không anh Hiền? Đúng. Anh có thể vô giúp Phong thắp Phong cây nhang được không? Rồi xong. Một cái rất là đơn giản thôi, nhẹ nhàng ha. Chùi cọ nè. Đây là cây cọ triple A nha các bạn. Phong không có bấm nhiều. Cây cọ này mới bấm sáng nè. Xài một thời gian nó sẽ bè ra nha. Và khi mà nó bè ra thì nó rất là ok nha các bạn. Thứ nhất là cái sợi lông này của cái cây cọ này nó rất là dày. Và 100% real hair Kolinsky. Chứ không phải là pha cái lông này lông kia vô thì đâm ra đắp bột nó dính ghê lắm. Cái này là lông chồn nha. Chồn này là đi thẳng, đi tiến nha. Không có lùi nha các bạn. Ok, rồi bây giờ cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái cây cọ này các bạn biết sao? Nó có một cái độ cứng để cho mình vuốt bột cho nó đi. Ok. Nail là nghề tay trái của chị. Nhưng từ lúc xem cách em đắp bột, chị luyện giờ chị sợ. Không sợ như lúc trước. Cảm ơn em đã chia sẻ. You welcome chị Yến Chương nha. Thank you chị Yến Chương very nhiều. Nói chung là 100.000 lời nói không bằng một lời hành động đó chị ơi. Đang có điều của Cloud một chỗ. Hello em. Hello. Khỏe không em? Hello. Em còn ở chỗ cũ không? Không. Anh lại chỗ mới kiếm không thấy. Hello anh chị. Ok, đang làm demo show của cái Florida. Có một tiệm em có chi sô chưa? Có xài chi sô không? Chưa. Chưa xài hả? Đây, 120 màu đây.
chưa xài được, xài đi. Mới công ty chi sò đây nè, đẹp lắm, có chèo với nước sân thường. Hello. Phải không? Thiệt không? Giờ ra đi đuôi đồ đi mới tin. Ok, có đây có gì không? Muốn làm nail không? Mới làm bộ nail cho không? Thì làm mới đẹp chứ, tại ai không ghê. Tại mình đi làm lụn mà. Rồi bây giờ mình cái ly quỳnh này mình đổ luôn đi, nó dính kim tuyến rồi. Cứng rồi nè. Mình gõ cho chút ha. Mình gõ nhẹ thôi nha. Mình gõ mạnh Mỹ Đen nó gõ vô đầu. Lấy giật cái dũa gõ đầu mình luôn á. Hello Thành Công. Hello Thành Công, con của Thất Bại nha. Thất Bại là mẹ của Thành Công. Nhức não thiệt. À, ở đây có anh có Telenol với Advil sẵn luôn. Đi xa về đó đây. Giờ thì rồi, đây là giới thiệu với các bạn anh Thành Công, anh giỡn chút xíu đừng có giận nha. Đừng có buồn nha Thành Công. Nhưng mà nếu như lỡ như em có buồn thì kệ em luôn. Đây là cái máy dũa của công ty Chiso các bạn, dũa đã lắm, hợp tác với lại Medicu á các bạn. Cái máy dũa này xài very good luôn, có ở supply rồi nha. Medicu. Giá đây hình như cỡ khoảng 300 mấy á, anh không có nắm giá. Nhưng mà cỡ khoảng 350, cỡ đó, 350. Một cú thôi được rồi, nhiều cú đâu có lợi đâu. Medicu. Cu, hai chiếc chữ chu, cu mà cộng lại nó thành cái chữ khô. Khô là lạnh rồi, khô là mát. Ủa anh không có dụ xếp trước hả? Anh dụ máy trước. Anh dụ máy trước em. Em biết lý do tại sao mà anh dụ máy trước không? Tại vì anh thích. Quan trọng là chỗ đó không? Ừ. Nói chơi chứ em biết sao, nhiều khi mình dụ xếp á. Mình dụ xếp cái... nó đẹp rồi cái mình vũ máy nó bị mất cái xếp của mình, cái mình phải vũ xếp thêm lần nữa, nó tốn thời gian, thì mình cố gắng mình đắp cho nó được chút á. Mình vũ máy xong cái vũ xếp cái là xong luôn. Em dũa cái Kiriko á, em cố gắng em đừng có đè mạnh cái đầu dũa của em nha. Một khi mà em đè mạnh cái đầu dũa của em là ta quả sẽ đến với gia đình chúng tôi á. Tại vì nó đau tay khách là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai nó sẽ bị mất bột. Cái thứ ba là nó mệt lắm. Hả? Ha? Nó bị đau tay khách nhiều khi nó chảy máu á. Mình dũa. Anh để số 14 thôi. Số 14 nha. Anh yêu em, anh dắt em vô lầu 4. À, lên lầu 4 hai đứa mình lốn nhốn. Em mà đè cái đầu dũa cái là khách hàng họ ré lên liền. Nếu như mẹ không tin thì anh có thể đè thử cho em coi. Thôi, em muốn anh thử không? No. Trời ơi, mới hù con cái sợ rồi. Có trải nghiệm rồi anh ơi. Có vậy trải nghiệm rồi hả? Đó, thấy chưa? Trải nghiệm rồi thì người trong cuộc sẽ hiểu người trong kẹt đang nói gì. Đúng không? Thì không đè nha. Cứ đè một cái là tai họa đến với gia đình chúng tôi. Nhìn mấy người mày làm cái trái là mình phải mua cái đầu. Không, cái này suy quay luôn. Cái trái này phải gì cũng được hết. Cảm thấy nhiều cái đầu nó là tay phải không? À đúng rồi. Nhiều, tại vì ít người tay trái lắm. Người ta nói cái câu là tay trái cái gì đó. Cái gì mà chấm chấm mà không đau á. Nói tại cái trái nhiều khi cái lực nó không mạnh đó các bạn. À.
cái giọng với người nó không ăn nhập gì luôn ta ơi. Ờ, tại vì nhiều khi mình từ VCD mà lên DVD á, nó cái tiếng với cái hình hơi bị không có ăn nhập chút xíu á. Phong vậy chứ Phong hiền lắm. Bậy quá. Em Nga Văn nè, anh đã nói rồi, kỳ quá nha. Em Nga Văn nè, anh đã tránh rồi mà em còn nói nữa, quỷ sứ à. Tay cứng quá thì đè một chút chắc. Sao đâu em. Đúng rồi. Thì nói chung là siro dâu nó xịt ra thôi. TNT. Cái giọng với người tay cứng quá. Ok. 1030 đúng không? Chỉ chỉ 1030. Cái giấy nè, cái tờ giấy. À, Phong và Quang có một cái lớp học làm nail từ căn bản cho đến nâng cao tổ chức ở Westminster, California vào tháng 10, ngày 23, 24, 25. Và Phong có một cái lớp học ở Dallas, Texas, ngày tháng 11, ngày 6, 7, 8 nha các bạn ơi. Cái gì Oklahoma mà? Oklahoma hả? Ừ. Chắc trong tương lai phải có. Đây đây có phòng dạy nè. Cái quan trọng nhất là phải có cái địa điểm. Ừ. Được cái nhà. Ở đây thì đất rộng người thưa mà, nhiều phòng. Nhưng mà nghe nói ở đây đất rộng người thưa nhưng mà lá đu đủ thì hơi nhiều phải không? Tiền đi sao không thấy có trên đây ta, sao không thấy có trên Google mình. Lá đu đủ em thấy lấy cần nhiều lắm. À nhìn nó y chang như lá đu đủ luôn ha. Chảy máu thì đi lấy bát nước mắm. Ờ à, đúng rồi, chính xác luôn. Nếu mà chảy máu thì mình lấy nước mắm với lại mình lấy chút xíu rượu. Cái mình đánh cái canh luôn. Trời ơi. Trời ơi, ai vậy? Nga Văn. Nói cá là biết rồi. Nói cá là biết rồi, dân trong nghề rồi. Quýnh cái canh là hơi bị dữ ha. Hello em Thu Nguyệt. Em có khỏe không? Anh nghe nói là em dọn qua, em vẫn còn ở chỗ cũ phải không? Anh lại chỗ mới kiếm hỏi không ai biết em hết. Thì ra là em đang ở chỗ cũ. Bây giờ Phong hướng dẫn cho vụ sếp nha. Hello anh Tommy. Anh Tommy Ngô. Anh Tommy Ngô khỏe không anh Tommy Ngô? Nếu như mà anh có khỏe thì anh đi kiếm cái gì anh làm cho nó mệt đi. À, em biết lý do tại sao mình phải để cái cây dũa nó như vậy nè. Cái cây dũa của mình nếu như mà em để thẳng vậy thì khả năng cao nó ăn lên tới trên đây nó sẽ bị, nó bị cái coffin của em nó bị bên cao bên thấp. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, khi mà em dũa thì nó có một cái từ nó chuyên môn nó gọi là overfoul. Overfoul có nghĩa là dũa quá nhiều. Đáng lý mà cái nơi của em mà nó cần phải có bột thì em dũa nó mất rồi. Thì đó là bốn cái chữ mà quan trọng nhất trong chuyện làm nail, phải cần ghi nhớ là bốn cái chữ là càng dũa càng xấu. Tại vì nếu mà em càng dũa, con người ta rất dễ rơi vào cái trạng thái dũa nó bị sung á. Cứ cắm đầu cắm cổ mình dũa đó, thì đâm ra nó sẽ bị mất bột ở hai bên cái mép này. Lật cái tay ra cái nó bị mất bột, nó lòi cái móng thật ra. Cái đó nó gọi là không biết kiềm hãm sự sung sướng lại. Ok, thì em phải sướng thôi, đừng sướng quá. Dũa thôi, đừng dũa quá nhiều. Đó, thì mình kê vô cây dũa cho nó đúng ha. Bắt đầu mình dũa, mình ôm cái sếp lên ha. Không bao giờ mình dũa nhiều hết ha. Bây giờ dũa một cái nữa là nó mất cái sếp nè. Cái mà nó bị dày á là trên cái sidewall đây, lát hồi mình sửa sau. Chứ không phải là cái free edge. Ok. Phải luôn luôn phải nhớ cái free edge là cái cạnh của cái móng. Cái sidewall là cái phía bên trên này. Cái mình cần dũa là dũa cái sidewall, chứ không phải là cái free edge. Cứ đè cái cạnh này ra dũa là nó bị lẹm bột, nhưng mà cái sidewall nó vẫn dày, nó vẫn cái coffin của em nó vẫn bị bè ra, nó bị mập á. Lỗi chị đó. Lỗi cái chị hả? Thôi vậy á hả? Hả? À, thì mình đã biết cái lỗi của mình rồi, mình đừng có phạm nữa thôi. Vậy thôi. Vậy ngày mai về chị rút kinh nghiệm mình dũa lại. Đúng rồi. Thì mình làm nail mình chia sẻ mà. Chia sẻ cứ nói một hồi là tự nhiên là có hết á. Là nói một hồi là dân chúng ai cũng nhột hết, tại vì ai cũng có trong đó hết. Đó nó vậy đó, cái sự chia sẻ ha. Đúng rồi. Hello anh Ken Phạm.
Anh Ken Phạm có khỏe không anh Ken Phạm? Anh có làm nail không anh Ken Phạm ơi? À, em đang vũa theo cái phương pháp thái cực quyền, lấy nhu chế cương. Nè, thấy không? Để cái cây vũa nè, thấy không? Để cái cây vũa nè, mình vũa rất là nhẹ thôi ha. Mình vũa cái thực sự ra cái cạnh móng này mình vũa vài nhát này nó thẳng rồi. Cái mà nó chưa thẳng là cái trên đây. Thì cái trên đây là hồi mình quay ngược cái tay lại mình vũa thì nó sẽ không bị lẹm bột. Nó vậy thôi. Còn cái đầu móng nè, phải hô cho nó cứng, để như vậy nè. Ha? Để cho nó thẳng và kết thúc vấn đề là mình để cái cây dũa đây mình lia nó một cái, lia hai bên hông để nó không có bị cắn móng, nó bị không bị lẹm vô ha, và nó không có bị răng cưa ở hai bên. Cái một cái nữa, đắp bột á là không có làm dày nha các bạn nè, không có lấy cái này mà dày nha, không có làm dày nha, khách họ rất là đau. Đặc biệt là những người bị trắng da rất là mỏng. Lấy cái cây dũa này. Nãy chị làm vậy luôn á. Hả? Thấy không? Nói một hồi là cái gì cũng dính hết. Ok, thì đã biết rồi là thả lỏng tay ra chút nha. Ok, nè, để cái cây dũa cho nó đúng ha. Cái cây dũa của mình á, đặt cái cây dũa của mình, cái thịt này nó giữ cái cây dũa ở đâu thì mình sẽ lấy cái xếp ở chỗ đó. Nè, thấy không? Có phải là cái cây dũa của mình giữ cái thịt của mình nó giữ cái dũa là ngay đây không? Lấy xếp ra từ đó. Bên đây cũng vậy luôn. Thấy không? Cái thịt của mình nó giữ cái dũa là ngay đây đúng không? Lấy xếp từ đó lấy ra. Thì hai cái cục thịt này nó bằng nhau, nó giữ cái cây dũa lại ở một cái vị trí bằng nhau, lập tức có phần của mình cái xếp ra nó bằng nhau, không có bị bên cao bên thấp, không có bị niễn qua trái niễn qua phải ha. Đó là cái cách đặt cái dũa. Để đặt cái dũa ok rồi, bắt đầu dũa cái cạnh móng. Luôn luôn phải nhớ rằng thực sự ra cái free edge là cái cạnh của cái móng, ba nhát thôi là nó thẳng rồi, tại vì có một đâu mà không thẳng. Rồi có số là 71 em rồi. Cái mà nó chưa thẳng là cái sidewall. Cứ đè cái cạnh này ra dũa thôi là lẹm bột là chuyện bình thường. Giải thích cho cái vấn đề, cái hiện tượng là càng dũa nó càng top cái móng vô, mà cái móng nó vẫn mập thù lù như cái trái hột vịt lộn. That's correct. Đúng không? Có ai đã gặp cái tình huống đó không? Rồi chị nữa phải không? À biết rồi. Nhìn nhìn cái màu là đã biết cái mạt rồi. Nhìn cái màu là đã biết là Adidas hay là Nike rồi. Dạ được con, đi không? Bỏ lên đi. Đó, ha. Chào mọi người nha. Hiểu liền ha. Sẽ làm cho bé này một bàn tay nail design. Hello Andy Watt. À, ủa lộn, Andy Vũ, em của Andy Watt. Andy Vũ giờ nghe nói lấy tiệm rồi ha. Nghe nói lấy tiệm xong xuôi là thấy quên ai kia rồi. Lấy tiệm xong là lông cánh nó mọc đầy đủ là coi như là đâu còn nhớ tới ai nữa không? Andy Vũ. Chọn hơn thầy chứ. Không, nói chứ thấy các bạn thành công rất là vui. Rồi, nè. Kiss me. À, mai mốt mình đi làm show mình mang hai cái bàn đám cưới á. Đó là xong ha. Bắt đầu bây giờ mình mới cái quan trọng là cái này nè. Ok các bạn và anh chị em ha, mình dũa ở đây á, mình nhìn thấy cái xếp này nó thẳng lắm ha, nhưng mà đến khi mà mình quay ngược lại cái tay này á, nó méo mó tùm lum tà la hết. Đây là cái chỗ gãy thứ hai. Đa phần các bạn không quay ngược cái tay lại. Thì bây giờ các bạn nhìn cái tay nè. Thấy nó cái chỗ này nó u không? Cái chỗ này nó u là cái chỗ này nó dày, chứ không phải là cái cạnh của cái móng. Ok, thì bây giờ mình phải sửa như thế nào? Rồi, mở cái này ra, thả lỏng tay ra nha. Đừng có gồng nha. Thả lỏng tay ra, lát hồi làm xong anh dắt đi ăn cà rem. Nè, kê vô nè.
gọt cái u đó đi. Nè, thấy không? Tiền trong mỗi con húi quỵt hết cái tiền. Đây. Anh Quang cần hỗ trợ gì thêm không ạ? For now. Ok, có lấy ly quỵt không ạ? Có rồi. Có bột cần cây cọ không ạ? Cần, cái đó cần. Ok. Ở đó em có cọ này rồi. Ok, dạ rồi, có gì anh Quang cần gì cứ nói nha. Dạ, bên em sẽ cố gắng hỗ trợ cho anh Quang nha. Dạ, cảm ơn anh Quang ạ. Mình đang cần tiền. Dạ, cái đó em bên em không hỗ trợ được ạ. Không cần tiền kìa. Tiền trước mặt á mà. Nè, thấy không? Nè, nhìn vô nè. Nhìn nè. Ha, cái cách mình để cái cây dũa này, mình để vậy nè. Ha, tại vì mình không biết cách để dũa, sao mình dũa. Rồi mình nhát thì đẩy lên, nhát kéo xuống. Nó không theo một cái đường thẳng. Sao thẳng móng được? Lại là một cái điều cần phải lưu ý. Không? Nè, nè, em coi nè, anh giống như là cái đồ mà chà tường, cái bay mà người ta làm sân nước á. Không? Rồi bên đây nè. Có một cái mà cần lưu ý là như vậy nè. Mình phải cái tay của người khách như thế nào á, mình phải để yên vậy mình dũa, chứ mình cái tay của người ta nè, như vậy. Cái mình bẻ ra đây mình dũa. Đến khi mình dũa xong cái tay nó quay trở về đây nó méo. Lại một cái cần phải lưu ý. Cái tay của khách như thế nào để yên vậy dũa luôn. Mình chỉ hô cứng nó lại thôi. Ha. Nè, và luôn luôn cái đầu móng nè. Cái thật sự ra cái đầu móng là cái khó dũa nhất nha. Cái đầu móng á nó rất là khó dũa. Tại biết sao? Mình phải, thứ nhất là mình phải hô lại vậy nè. Cái thứ hai nữa là mình phải nhìn được nó bị cong ở chỗ nào, nó méo ở chỗ nào, nó bị niễn ở cái chỗ nào, mình mới sửa được. Nếu như mà không nhìn ra, không thể sửa được. Thì bây giờ mình để cái cây dũa như vậy ha. Nè, thấy rõ ràng nè, các bạn thấy không? Ở bên đây cao hơn bên đây một chút xíu thôi. Nhiều người Phong đã chỉ cho vậy luôn. Ủa, đâu có thấy cao hơn đâu. Đúng rồi. Có nghĩa là không nhìn ra được cái problem ở đâu hết. Là không bao giờ sửa được. Cái quan trọng là phải nhìn được. Nhìn được sẽ sửa được. Phong biết cái chỗ này đang bị cao hơn một chút xíu thôi. Yes. Vũ bên đó. Trời ơi, nói một hồi cái cỡ chừng 90% cộng đồng mạng dính hết. Ai cũng dính hết, không dính cái này, dính cái kia. Bây giờ em không dính cái nào luôn luôn. À, không dính cái nào hả? Tại em đâu có làm neo đâu. Trời ơi. Nhấp một cái thôi là biết cái lóc hay cái chê liền. Nè, tiếp tục ha. Nè, để cái cây dũa vô nè. Rung và lắc quá sắp ơi hả? Mỏng thôi. Chắc là cái mạng của con nó bị gì á mà cái mạng của con nó bị mờ đó Dom ơi. Nè, thấy cái chỗ này không? Chú thấy là có Omray hết á. Leader ở dưới rồi. Có thể là cái wifi nó yếu nữa. Nè, nhìn thấy cái chỗ này không? Dạ. Bây giờ chị nhìn cho Phong coi cái chỗ này nó làm sao. Dày dày chỗ nào chỉ đích xác vô coi. Lấy, đừng có chỉ lụi nha. Đây, cho mượn cái gì để mà chỉ vô. Chấm nó vô luôn đi. Lấy cái này nè, chấm nó vô. Chấm nó vô đúng cái chỗ đó nha. Xịt xuống dưới này. Đúng, đây nè, chính xác là ngay đây. Đúng không? Chính chấm vô. Chấm vô vô thôi. Rồi, rồi, ok. Đúng rồi đó, chính xác. Càng vô vào càng khó anh. Ừ. Nhưng mà vậy là bộ móng của mình có 6 điểm mà. Ừ. Nè, cầm cái dũa nè. Mà lúc này có phải là dũa cái cạnh móng không? Không. Dũa cái gì? Cái sidewall. Sidewall dịch sang tiếng Việt là siye. Siye là side đó. Sidewall. Wall là wall. Ombre ngón này với ngón này thôi đúng không? Sidewall có nghĩa là sidewall nha. Ombre hot nail luôn.
lập tức cái cục u này mất tiêu, thấy chưa? Có nghĩa là con thấy chưa? Đó, vậy thôi. Ok, mà cái màu ôm đây của con là màu hồng với màu quay đúng không? Ok. Đó, trời ơi, cái này là thấy rõ luôn, cái tới công chuyện luôn. Càng vào càng khó anh. Thì nói chung là đâu có cái gì nó dễ dàng đâu em. Đâu có gì nó dễ dàng đâu em. Dễ dàng quá thì ai mà làm không được. Em nhìn cái này nè, thấy thấy nó thẳng không? Thấy cái xếp này nó quá ok đúng không? Nè, lật lại nè, méo mó lum la nè. Thấy chưa? Đó. Úi trời ơi, sao mà méo thế nhỉ? Nè, thấy cái chỗ này nó u, cái chỗ này nó lõm không? Có nghĩa là cái chỗ này nó u và cái chỗ này nó u thì nó sẽ lõm như đây. Nè, đưa vô cái là thấy rõ liền nè. Trời ơi, sao mà hả? Méo thế nhỉ? Chị cứ méo vậy đó mà chị không sửa được. Nè, thì Phong đang chỉ cho chị nè. Chị cứ lấy cái vũa máy á. Không, 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 không recommend vũa máy. Vũa máy không canh được. Không canh được đâu. Đó. Không. Vũa một hồi mà thấy cái chỗ này nó hơi bị ướt ướt, mà nó có cái màu cũng như màu siro dâu á, là hiểu rồi đó. Thì phải nhớ luôn luôn là nương tay nha. Hạ thủ thì lưu tình. Đây rồi, không chuyện luôn. Mở đi xuống. Em cần tránh cho này đỏ. Oh, sorry. Trời ơi, thương quá nha. Để anh bắt mạch em coi. Chết mờ rồi, có song thai rồi. Mừng quá anh, song thai mừng. Nãy giờ đau nhìn. Sorry, anh tập trung vô cái bài giảng quá. Anh đâm ra anh không để ý tới cái khúc đó luôn, không nói với anh. Lỗi nha. Lát hồi anh bôi miếng liquid vô. Sorry nhiều nha. Anh tập trung vào cái này quá đó. Cái năm nay anh không để ý cái xung quanh luôn. Rồi ok. Sư phụ bắt mạch ghê quá, hèn gì tay người ta run dễ sợ. Ngoài bấm ngoài bắt mạch ra thì sư phụ có bấm quẻ rồi xem phong thủy và coi coi hết long mạch nhà chạch gì thì họ coi hướng có tướng có số luôn nha. Em này 18 tuổi nè Leon, yêu màu tím và ghét sự giả dối, hân hạnh làm quen với các bạn trai khắp cả nước. Có luôn hả? Yêu màu tím ghét sự giả dối, sở thích của em là đi lừa người khác thôi. Có check credit đâu? Hả? Có check credit khi mà application không? Thôi đừng check, cha support lum la. Rồi ok, sau khi mình làm xong thì mình lấy cái buffer. Em có cái móng mạch ngoài và cái chỗ này. Ngoài cho anh một cái buffer. Móng này là phải thật là móng. Có trong cái lon em á, lấy ra. Hỏi hỏi đi em. Em lấy cái móng. Ủa, sao vậy? Ừ. Nó dày quá nghe chỗ này quên. Sao? Có cái cục buffer không? Có, em bỏ vô cái lon rõ ràng mà. Anh à, anh Thịnh ơi, hỗ trợ cục buffer anh Thịnh ơi. Cho xin thùng buffer đi supply ơi. Anh Thịnh đẹp trai ơi. Chú sẽ cố gắng chú làm cái móng của con cho nó ba lần lại nha con. Các bạn nào muốn chốt cái cloud 120 màu quá thì vui lòng gọi vô cái số phone 405-367-7525 405-568-1300 nha các bạn.
chú sẽ cố gắng chú làm mà tại con cho con đẹp nha gái. Chú cũng có đứa con gái nữa, nên là chú thích con gái đó. Đây để làm cái bột ombre đó thì chúng ta phải lớp bột đầu tiên cho nó thật là mỏng nha các anh chị. Mỏng là mỏng có lớp trên đó nha. Mỏng chỗ này nè, đó, lai cho nó đắp cho thật và mỏng ra. Tay mình ngắn ngay nha. Hả? Truy đi thì anh làm cho em, anh lấy cái ngón này anh chỉ cho em một cái truy đi thôi ha. Anh sẽ demo cái truy đi đây. Tại vì anh bỏ, anh biết là anh bỏ cái truy đi lên đây cái sợ nhiều khi nó không, còn có thì anh làm ngay chỗ này ha. Em muốn sao? Em muốn cái này, ngón này hay ngón này? Ngón này đi. Ok, ngón này đang trống nè ha, đất trống nếu mình thoải mái chút. Hello Vũ Tuấn Ngà, hello Holy Kim Tú em. Chặt chém không đại ca? Trời ơi, anh chặt chém mà anh thấy em bót hình súng đạn lên anh ớn quá. Anh này sợ mấy súng đạn lắm. Anh nói chung là anh sợ mấy súng đạn lắm em. Anh nhìn thấy cái súng là anh nhức đầu à. Rồi sau khi mà mình, sau khi mà mình mà em biết xong, mình bóp phờ xong á, tự động cái sếp của em nó sẽ bị mất chút xíu nha. Mà mất chút xíu biết sao? Nếu như mà mình, nói chung là nếu mà mình đi kiếm tiền á, nhiêu đó là được lắm rồi. Nhưng mà bị cái mà nếu mà mình chụp hình á, mình bỏ lên trên mạng á, mình phải siết cái sếp lại chút xíu. Mình quay ngược nè, mình nhìn tổng thể nó lại chút xíu, mình lấy cái siết cái sếp lại chút. Thì cái giai đoạn này nó sẽ tốn của em tầm khoảng 1 phút thôi, nhưng mà nó mang tới một cái big difference, nó cho cái móng của em nó sắc sảo hơn. Không biết khi nào em mới vũa sếp được. Thôi em à, Holy Kim Tú, em đừng có giả điên khiên đồ Mỹ với anh nữa. Anh thấy em làm nail rồi, Kim Tú ơi. Ừ. Em à, cứ vậy không à, cái đồ quỷ sứ à. Ủa cái bút mình đâu? Anh thấy em vũa sếp rồi nha. Anh sẽ cho Quang kèm cho em tháng 11 cái đắp form với lại extreme nail. Ha. Trời ơi, em mới nhấp một cái là anh biết là ở đâu rồi, Tú ơi. Cứ con muốn gì con cứ là nói chú đi, là lát hồi chú tính tiền với lại mẹ con thôi, không sao hết con. Lát hồi chú ghi cái bill cho mẹ của con thôi. Mấy keo này. Anh này. Không thể nào bill bằng cái này được. 14 bi cũng ok. Quang ơi, có cái máy treo. Có, đây. Sọc. Dưới này. Thank you. 14 bi cũng được. 14 bi vậy. Nãy em mới đắp qua rồi. 169. Sao? Cái nào mất bột mình phải lót bột liền. Cái chỗ này á, không, cái chỗ này nếu em biết sao, cái chỗ này á, cái móng của em nó bè đó, anh phải đưa nó vô. Còn em muốn mất cái gờ ngay đây em vũa vậy đó nè. Vậy thôi.
Tại vì nếu như mà anh đắp bột mà anh không có để cái chỗ này ra thì nó lại thiếu bột. Đó, thì mình bây giờ mình vũa thì nó bị ngay đây, nhưng mà cái tổng thể thì nó không bị lẹm bột nè. Ha? Thì là ok. Cái chỗ nào? Thì mình do mình vũa mình đưa vô đó, không sao hết. Ừ. Nếu mà không vũa thì nó sẽ không mất, nhưng mà nếu không vũa thì cái xếp của em là nó bè ra quá. Ừ. Dày không? Tiệm chỉ có mấy cái dày quá, nó cứng, dán gì, dán khó. Nói thừa hoàn cảnh nữa, sao người ta làm được? Này mỏng nè ha. Cái này đây người ta còn dày, nó dày lên, mình dán lúc mình để vô tay. Holy Kim Tú nói vậy để không đứng dậy em trực tiếp chứ gì, sợ em chọc chảy hay gì, trời ơi. À, nói chung là xưa nay là... không ai ngán Bần Tăng, chứ Bần Tăng cũng chưa ngán hai ba giờ. Nói chung là ai sao mình dạy thôi à. Nhưng mà em yên tâm, anh với Quang sẽ cùng train cho em. No worry nha Tú ơi, anh chọc chơi cho nó vui thôi. Cái này thì lát hồi mình sẽ để gắn đá. Anh đang sơn shiny. See you soon to be không tình yêu. Ớn em quá Holy Kim Tú ơi. See you soon mà còn to be không tình yêu nữa. Bây giờ anh gắn đá cho em nha. Em muốn đeo đá không? Dạ. Yeah. Ok. Anh hỏi chơi vậy thôi chứ anh biết câu trả lời rồi. Chị thử đi. Tại vì đá anh gắn về mà anh nói là cái đá thiệt á. Nó real Swarovski luôn nha. Chứ không phải là cái đá Amazon. Đá Amazon nó thứ nhất là nó bị vàng. Thứ hai nó bị chóc đít á. Cái đít nó còn nhưng mà cái đá thì nó văng ra. Thì anh xài cái đá Swarovski cho em. Hello Nhung Tô. Hello các bạn và anh chị em. À, em này lát hồi lấy like cloud nè. Em nói làm xong bữa nào lấy like cloud. Hồi nãy có Elizabeth nào á, em muốn lấy cái like cloud gọi vô mà không biết gọi chưa. Dạ chưa, em chưa thấy cái phone. Đang có khách vô hôm nay. Khách chủ nhật này làm ngắn giờ nhưng mà khách đông hơn. Bây giờ mình sẽ gắn bằng cái Super Bay nè, gắn đá sướng lắm. Em thấy nhiều khách họ mua về á, họ bảo không chỉ đít mà còn để gắn đá luôn. Trời ơi, đá lắm luôn á. Super Bay gắn đá là siêu việt luôn nha. Cái cục đá này không á, là 7 đồng một cục. Cái cục đá này nè. Em nhìn cái đá Swarovski nè. Lấp lánh như kim cương ha. À. Nói chung là nghèo là cũng vì cái này nè. Coi vậy chứ anh nghèo lắm em ơi. Có nhiêu tiền mua supply xài hết rồi. Chơi thể đá hả? Người ta nói là làm thì xấu nhưng mà sắm tuồng thì lâu á. Anh là thuộc dạng đó. Là màu không à? Anh là màu không à? Ủa em để Super B hả? Đúng rồi, Super B lên. Về gắn đá được chị. Không cần gì, sắp bên em. Cần chị gắn đá. Gắn tiếp cũng được luôn. Chị phải gắn bột.
chị sợ lắm. Bột dày quá. Đúng rồi, gắn bột nó dày quá chị. Khét thế nha. Có thể nào bớt khét một chút xíu được không? Gắn đá là coi như là ghiền luôn. Cứng ngắt. Cứng còn ngắt nữa không? Cứng nhiều khi quan cứng bằng này đâu. Ngồi yên nha cưng. Em mà dãy cái hút này là hơi mệt nha. Em ngồi yên cho anh chút nha. Biết sao? Nồi trong mấy giây nữa khô à? Em ngồi yên. Em lắc cái nó khô anh chỉnh không có được. Hơi đèn nó mới khô chứ không. À không, cái này khô by air. Cái này là cái keo dán dip của mình á. Đúng rồi. Đúng rồi, cái Super Bay á. Super Bay là cái dip mà cái nếu mà ở Việt Nam gọi là keo 502 Việt Nam á. Nó cần chị chơi đó. Ngày ok lắm. Lấy nhiều nhiều chút đi, đang có sale nè, lấy 5 trái đi, đâu có hư đâu. Xài đã luôn á, mốt sợ nhiều khi không có sale á. Tại vì vừa dip. Làm cho người lớn tuổi nhiều ít cái đính. Nhưng mà mình cũng phải xài dip mà. Nó là dip không cần activator mà. À, cái đúng rồi, lấy 5 chai. Rồi 5 chai luôn. Không có xài cho số 3 luôn á. Em mới dip cho bàn tay chị nãy vừa thấy đó. Ừ. Nghe mẹ ơi. Có nghĩa là sơn nó xong dip xong là khỏi còn thứ ba là vũ luôn á hả? Đúng rồi, bởi vậy nó mới gọi là Super Bay mà. Em bỏ số 3 lên nhiều khi còn bị cứng cọ rồi không đủ này nọ các thứ nữa. Chiếu quá chiếu luôn. Thôi chút xíu vậy là đủ huy hoàng rồi. Làm một cái là nó banh xà ná luôn á. À, anh chỉ cho em một cái mẹo nha. Cái activator nó là cái nước rửa đá luôn đó nha. Trước mặt mình có chai 234 của supply mới đưa đó. Không? Mình có cái size số 3 nào không? Size số 3 à, của nào cũng được á, để cái đó là cái nước rửa đá luôn á. Activator. À. À. Đứng hình luôn hả? À có rồi, có rồi. Có rồi. Ủa cái này bon chứ đâu phải là số 3. Cảm ơn anh Thịnh đẹp trai hào hoa phong nhã đã hỗ trợ cho gia đình chúng tôi nha. Nè bỏ vô nè ha. Sáng tưng luôn á trời. À thì nói chung là đúng rồi. Y chang như cái con lao vậy đó. Rồi một cái nữa là em muốn cho cái đá mà nó không có bị văng ra đó. Em đi cái viền cho anh. Có cái dip bay nữa đó. Super bay đó, em đi cái viền thôi, em đừng có đi lên trên cái đá nha. Ừ. Cứng ngắc luôn. Xong. Rồi. Super bay. Tại sao gọi là super bay? Tại vì hãng gọi gì mình gọi đó. Rồi hoa, bây giờ hoa chui đi nha. Chỉ hết cho các bạn những cái mẹo làm nail căn bản thôi. À, tự khô luôn à, đó là lý do tại sao gọi là Super Bay chứ không thôi gọi là Normal Bay rồi. Lót dưới đây cả nha. Và bây giờ làm hoa chui đi thì mình lấy luôn mấy cái màu này luôn. American White. Lấy luôn cái màu vàng luôn, Florida. Bột chiso là một cái dòng bột đa năng. Đặc biệt là thằng Cloud này đa năng luôn.
chỉ cho các bạn là làm hoa chui đi nha. Nãy giờ nói mỗi miệng không thấy ai share like subscribe hết nha. Share rồi. Buồn thiệt chứ. Buồn quá, chắc phải tắt livestream này, like thêm cỡ chừng 3 cái livestream nữa cho mới hết buồn. Đây mình cần phải có một cây cọ 3D. Nè, cọ 3D nha. Và mình cần phải cái hũ lý quịch. Đâu rồi? Anh để đây mà. Đây nè, bên đây nè. Anh đang đắp. Còn hai cái hũ lý quịch nữa thôi ta. Có chứ anh, không có. Để đem qua chắc. Rồi mà. Thôi có mà không biết để đâu rồi á. À đây đây đây. Đây. Cái bí quyết làm hoa chui đi á, nó nằm ở chỗ này nè. Pha chút xíu acetone vô nha. Riêng về cái hoa chui đi thôi nha. Đắp bột á, mà cho acetone vô á là tai họa đến với gia đình chúng tôi liền nha. Xài cái ly quịch của Chi Sồ đắp là ghiền. Tại sao gọi là ly quịch đắp là ghiền? Tại vì đắp một cái là ghiền luôn. À, đắp là ghiền chứ đắp khó đắp quá. Đắp cái là chạy, gọi là ly quịch đắp là chạy. Giờ cho vô nha, chút xíu thôi nha, đừng nhiều quá. Cỡ 3 giọt thôi. Nó sẽ đứng cái bột lại. Ok, hello các bạn và anh chị em. Ok, rồi bây giờ mình nè. Mình spray cái cây cọ này ra, cây cọ này cọ mới. Cái gì vậy? Hả gì vậy? Đây nè. Cứng quá hả? Anh mở cho. Nè. Cái này không, cái đó không có bị cứng nắp nha. Tại vì nó nhựa với nhựa, nó không có bị dính vô nhau. Còn cái thủy tinh đó là nó khô cứng cái nắp liền. Giờ tập trung khúc này nè. Hả cục bột lên trên đây. Pick up nó lên. Ui, không làm bông trắng cho dễ thấy. Muốn bông trắng hả? Dạ. Tại vì muốn nó nhiều màu cho nó đẹp muốn, á. Em muốn bông gì? Lấy bông trắng cho anh dễ thấy. Không sao cũng được. Em thấy làm vậy nãy đẹp hơn mà. Trời ơi, nhức não thiệt. Giờ quyết định đi. Ai là người quyết định? Tay em, để em quyết định. Trời ơi, nhức cái đầu thiệt chứ. Không, giờ anh làm xong đi, còn có được không? Được khá làm lại. Bữa xuống rồi, bây giờ má còn ở dưới rồi. Đâu không ngứa không? Lấy con nữa. Thấy không ngứa chụp hình với ảnh rồi. Trời ơi, cố nhân. Cố nhân, hỡi cố nhân ơi. Ví dụ mua đồ nữa nha. Hỡi cố nhân ơi. Không mua thì này tặng. Lát này hãy ôm cái đỡ nhớ nha. Tặng cái gì? Nhớ quá. Nay tặng cái gì kìa Mr. Phong? Hả? Nay có gì special? Có chứ, nhiều lắm. Hôm nay toàn bộ chi sổ là 10% off hết chị. Trao đổi đất á. Còn nếu mà mua chi sổ cloud thì được tặng đèn, tặng cọ của anh Phong Trần. Tuyệt vời mặt trời luôn. Cái này là lấy màu trắng nhiều lên cho nó thấy rõ nha. Sợ vàng với vàng nó phớt phớt chút xíu thì ok, chứ nhiều cây thấy không rõ. Ủa thiệt mà, anh pha, anh pha thiệt mà. Ờ, anh nhỏ vô mà. Em làm anh hơi bị chắc phải uống Tylenol quá. Quay ngược cái tay lại như vậy nè. Bây giờ là phải đồng tâm với nhau nha. Mình phải spray out nó ra nè. Ok, giờ con lại trễ rồi, chú làm uống xong bàn tay này rồi. Cái đó cái này là cái design rồi chứ. Đúng rồi, đây cái design này. Đi mấy cái design của leader này. Ồ, gia đình hồi hôm bữa là hình như là đầy đủ luôn phải không? Leader mỏng thôi. Ủa có bé này không ta? Hình như không có. Bữa không có. Có hai vợ chồng à? Yeah, she was there too. Có nhỏ. Có luôn hả? Yeah. À,
nhẹ nhàng thôi. Cho nó đứng bột lại em. Tại vì cái liên quịch của mình là EMA 100% á. Còn nếu như mà em không muốn mà nó bỏ acetone vô á, em lấy liên quịch là thường á. Tại vì nếu mà liên quịch mà chảy á, em biết sao? Em lấy cái cục bột của em nó tan ra luôn. Phải điều chỉnh lại. Bé này suy nữa rồi. Nhẹ. Tự đắp à. Tự đắp trong tay mình làm đâu có tiệm á. Tiệm mà cái khi họ gắn tìm. Cái tiếp ông tìm cho gắn sai rồi. Chở xuống quá. Rồi họ gắn gắn cho nó không có điều chỉnh. Không có điều chỉnh lại rồi họ để gì họ gắn luôn. Có để ý thấy không? Cái cánh hoa này nó cũng đồng tâm ngay đây, cái cánh hoa này cũng đồng tâm ngay đây và cái cánh hoa này cũng đồng tâm ngay đây. Như vậy thì những cái cánh hoa nó mới có một cái sự liên kết với nhau ha. Nhưng mà gặp những trường hợp này thì mình phải lấy cái lương tâm ra mình làm chứ mình đừng làm bằng lương tháng nữa. Làm lương tháng mình chạy khách nữa cái tội nghiệp khách dữ lắm. À mà anh nghe nói người ta nói là cái tâm phải đi kèm với cái túi nữa phải không Quang? Những cái trường hợp nó cũng hơi risky á. Ừ. Mình làm nghề mà mình phải thấy không, như vậy là nó chưa đủ ready để mình làm nè. Mới để nó khô khô chút đúng rồi. Tại vì bé mới làm thôi mà bây giờ mình tháo móng ra thì bé nó đau. Đúng rồi đó, chính xác. Bột cũ đi. Rồi mình phải làm lại cái lớp bột mới. Giờ mình cố gắng mình làm chậm chậm từ từ để mình điều chỉnh nó. Thì khi mà gặp những du khách này đó mà mình sửa được cho họ thì họ sẽ ở với mình. Rồi, tạm thời vậy đi con. Chú dũa ra mà chú chưa thấy hài lòng đó, thì chú sẽ điều chỉnh tiếp. Hiện tại bây giờ nó không cho phép chú đắp bột nữa. Mình sẽ đợi cho nó khô khô chút nha. Đừng có gì trường hợp này, có món này là đúng nè. Con tên gì? Khai là là chưa được nè. Để nó khô khô một chút. Bất kỳ cái nào. Cái mặt phẳng nó đi thẳng từ trong ra ngoài. Đó. Này như cái bóng này cũng đúng luôn nè. Thấy không? Bóng này tạm được. Con nhìn ngoài đầu bóng nè. Đi một cái đường xoáy vô ha. Những cái size nó rất là nhỏ nhưng mà mình không thấy được, nhưng mình cứ làm, mình cứ để như vậy mình làm luôn thì cái móng người ta sẽ không về đẹp được. Như cái móng này có vấn đề. Đó, mọi người thấy không? Nó giống như là nó một kho đầy in luôn rồi. Một cái móng này nó giống như một in luôn rồi. Không, cái đó là bay thôi em. Thấy không? Nó được để mình siêu lại thôi. Con làm cái đờ đó, khe là con chỉ có đắp một lớp cái đờ thật là. Mình bỏ lên đây, trên đây là cái cục ha. Layout thật là thiên thần. Đây cái leader này nó chỉ cần đều thôi, nó không cần dày. Sau đó con đỡ, con đắp rồi con sẽ cho cái lớp bột clear lên trên. Nghe thấy không? Bé là Elena đúng không? Selena. Selena Gomez á. Con chỉ cho một cái lớp bột clear, leader nó đủ, nó cover vậy thôi nè. Và sau đó con sẽ cho cái lớp bột clear lên. Bây giờ con cho một cái lớp bột này nó thật dày, con dũa hoặc nó cũng bé mất tiêu rồi. Nó có mắt xem. Này cũng vậy. Mà cái chỗ nào mà xấu nhất cái móng á thì con phải chú ý cho đó. Cái gì? Con nhìn cái móng này có nào xấu nhất, có phải cái này không? Cái phía xấu nhất đúng không? Thì con phải cho một lớp bột gì là nó đủ tương đối hơi dày chút xíu để cover cái phía đó, là cái mà con không muốn thấy nó xấu nữa. Thì còn những cái chỗ nào mà nó không có cái khuyết điểm á, nó không có xấu á, thì con chỉ đưa cái leader cho nó lên ra thôi đó. Như vậy thôi. Trên này cũng vậy, cho một cái lớp leader mỏng nè. Ra cái lá các bạn theo. Mời là một con bì. Đang mua baby. Cái hũ mà đựng nước
cái nào tùy mình thích, chứ không có nào hơn cái nào. Mình tùy mình thích ha. Nhưng mà nó phải đủ cái độ sâu để mình có thể thấm được cái cây cọ vào. Tại vì ở đây mình đắp bột ombre, mình không có lấy bột nhiều, thành ra mình không cần nhiều thuốc vịt. Nếu như mà mình lấy bột, mình cần đắp nguyên ngón solid, mình sẽ phải rồi bắt đầu, có phải là ngay đây thêm cái lá nữa là ok không? Nó phải có cái sự điều hòa với nhau nha. Đúng rồi. Và bây giờ anh chỉ nha, làm cái lá dễ lắm. À, bây giờ mình khô vào cái bóng nè, còn lấy bột lên, trời hay lạnh, cứ để cho nó hơi khô một chút. Chút thả bột lên sát. Nè, thả ngay đây, thả cái bột ngay đây ha. Ngay đây, rút cọ lên. Kéo nó ra luôn. Kéo nó nhọn nhọn ra luôn nha. Kéo khi nó còn đang ướt á. Đẩy nó lên nè. Túm nó vô nè. Thấm nước cọ nè. Bắt đầu chú điều chỉnh bột. Anh nói xua là cái bột lia của chú nó phải cua vào hết cái bóng này. Hết cái leader. Kéo nó xuống nè. Nè anh xong cái lá rồi, anh đưa cái cuốn nó vô nè. Kéo hết ra ngoài chú bỏ. Ha. Chú kéo đi đâu các bộ tôi đi theo chú nè, thấy không? So how does this one work? Đã. This one. Nó có muốn làm neo không? Thêm một cái lá dòng qua đây là ok. Con lửa bất kỳ cái neo nào trên Instagram đi. Con nào mà con thích con lửa đi. Whatever you like, anything you like. Mình đang ở trong neo supply là đủ đồ chơi hết trơn, con lửa đi. Đẩy nó lên nè. Okay. Yeah. Anh chẻ cái lá này ra. Nhưng mà anh làm cách anh cũng quay tay lại dũa hết. Thì nếu mình theo đuổi sự hoàn hảo mà, nhưng mà nói thiệt chứ nếu mà làm đông khách mà nó yêu cầu mình 15 phút phải ra, trời đua thấy mồ luôn. Nói chung là mình làm neo thì nói chung là hiểu mà đúng không? Nhiều khi có những lúc mình phải chạy khách, chứ không phải lúc nào mình cũng ôm khách. Đó thì lúc nào mà gắn khách thì mình ôm, nhưng mà mình cố gắng mình làm sao để mình build cái lượng khách của mình đó. Thì mình phải quay ngược cái tay lại chút xíu. Rồi kết thúc chương trình, cái này anh muốn đi một chút xíu cái lớp top coat để anh giữ cho nó cái độ size này của em nha. Rồi giờ kết thúc chương trình, bà già nhảy lên siêu quét. Anh lấy cái máy này. Anh lấy cái hello, how are you? Good. Vui nhất là lúc thâu tiền thôi, chứ còn lúc mà khách nó đi cũng không vui lắm đó quý vị. Anh đó hả? Anh mới làm neo có phải mấy tháng hả? Mấy tháng à, đâm ra hơn á. Anh đã nói là anh thành công rồi nhờ hương khói thôi. Anh hấp nhang nhiều lắm. Cứ 3 ngày anh xài 1 bó. Rồi, bắt đầu mình cho dầu vô nha, là mình xong. Cái này mà điếp mấy lớp cũng vậy hả? À, không cần bỏ activator. Sướng lắm. Nếu mà em bỏ số 4 dip thì em phải bỏ activator lên, như là một cái dip bình thường. Còn nếu như mà em bỏ treo cái hai size top coat, em không cần bỏ, đừng bỏ activator nha. À, em cho khách đi rửa tay rồi em sơn, em nhớ cover cái đầu móng. Sơn cái gì? Sơn cái hai size top coat á, cái chai treo mà để dành cho dip không bị chóc á. Có đó không ta? Cái chai hai size top coat có đó không ạ? Có. Không phải cái đâu. Cái chai màu đen.
đúng rồi, nó đó, hai size top cốt là cái chai này nè đó. Rồi không cần sơn bay lên hả? Không cần, nhớ câu vào cái đầu móng cho anh là được rồi. Cái này hả, fill vô được mà em, mình refillable mà, mình giật cái đít ra mình fill. Cái đó em xài hết chứ. Câu hỏi rất là thú vị đến từ đơn vị của Tuyền ở Oklahoma nha. Nó có xài bao lâu hết? Em nghĩ là xài xong là quăng, là mua, phải mua cây khác đó. Và anh này anh trả lời đúng em là fill vô là được. Nhưng mà cái nó ví dụ mình chỉ mua được cái đó mình sẽ chơi thôi, anh mua cái khác rồi mà anh mở rồi nó vỗ gãy quá. Ờ. Thì bỏ. Mà cái đó là nó design cho em mua để mà okay. Rồi. Rồi bây giờ mình kết thúc chương trình ha. À, đây là cái màu Florida 13 của công ty Chisel nha các bạn ha. Chỉ là một cái bộ demo đơn giản thôi, hướng dẫn sử dụng cái sản phẩm. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái live stream. Thật sự là cái tay của em này nói chung là cũng khá đẹp, thì đâm ra mình phải cố gắng làm. Ok, anyway thì cũng tạm được nha các bạn, không nên không có quá đẹp nhưng mà cũng ok. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. See you next video. À, bạn nào muốn gọi điện thoại vô để mà mình chốt đơn cái cloud thì làm ơn gọi cái số phone 405-367-7525, 405-568-1300. Cái deal của nó ngày hôm nay là như vậy nè. Nè các bạn, 1.920 đồng tặng một cái máy hơi treo, hoặc là 12 chai nước deep, hoặc là 12 chai nước deep và hoặc là 2 cây cọ phong trần. Làm ơn gọi cho cái số phone để chốt đơn nha các bạn. Cảm ơn các bạn vay nhiều. See you next video. Love you all and love you more. Ok. Phong và Quang có cái lớp học làm nail từ căn bản đến nâng cao, tổ chức ở Westminster, California, ngày 23, 24, 25 tháng 10. Đặc biệt Phong có cái lớp làm nail từ căn bản nâng cao ở Dallas, Texas. Phong hỗ trợ chỗ ở và ăn uống cho các bạn luôn trong 3 ngày, 6, 7, 8 tháng 11 nha. Cảm ơn các bạn vay nhiều. See you next video. Bye bye.